Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn đã khiến một đoạn dốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị sập, khiến các tòa nhà lân cận bị hư hại và làm 5 người thiệt mạng. Thời báo Hoàn Cầu Global Times cho biết, vụ sập đường xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày thứ Năm tại quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đất đá từ vụ sập đường đã khiến một số ngôi nhà dưới dốc bị hư hại và 12 người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sau đó đã giải cứu được 7 người. Những người này chỉ bị thương nhẹ, trong khi 5 người khác thiệt mạng. Giới chức năng đang điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ sập đường. Bắc Kinh chứng kiến trận mưa lớn vào hôm thứ Năm, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo bão, sấm sét. Gần 70 chuyến tàu từ nhà ga phía Tây đi nhà ga phía Nam Bắc Kinh đã phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn. Giới chức địa phương vẫn đang theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể triển khai các biện pháp như cho học sinh nghỉ học, tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm. Nhiều khu vực của Trung Quốc gần đây phải hứng chịu các đợt mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Tại Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đợt mưa lũ nghìn năm có một đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, bão số 5 đã hoặc sắp đổ bộ một số tỉnh thành miền Đông như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy. Các địa phương này đã sơ tán hơn 1,5 triệu người để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày hôm qua, tại làng Zhao Linh Zhuang, thị trấn Giang Giao Wan, quận Tông Du, một nhà kho công trường rộng 1.200m2 đã bị gió mạnh san phẳng và những bức tường dài hơn 70m bị gió mạnh thổi đổ. Mái nhà bị gió giật mạnh, gió mạnh cũng cuốn bay 5 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại không bị thương nặng. Chiều hôm qua, phóng viên đã vội vã đi bộ đến làng Zhao Yin Quang và làng Dan Xing Guo, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Tại làng Dan Xing Guang, dọc đường San Feng, gần 10 cây lớn dọc đường San Feng đã bị gió quật đổ. Khi cây đổ xuống đất đã đè trúng đường dây điện, cột điện bị gãy ở giữa. Một cây to bên đường bị gió mạnh bật gốc, thân đổ đè lên cửa ra vào và cửa sổ của khu nhà xưởng bên cạnh. Bức tường của khu nhà xưởng bị đập thành hố sâu khoảng 2m, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Phóng viên đi bộ hàng trăm mét dọc theo hù tông bên đường. Các cửa hàng, trang trại trồng rau và nhà cửa của người dân hai bên đường hù tông đã bị gió mạnh làm hư hại ở các mức độ khác nhau. Ít nhất 10 ngôi nhà của người dân đã bị hư hại, còn phần mái của 3 căn nhà đều bằng tôn sơn bị lật. Trong một vườn cây ăn quả tên là vườn táo gừng già, dưới những tán cây táo lớn là những quả táo non dày đặc giống như một cơn lốc xoáy, tấm thép màu, xốp và túi nhựa đều cuộn lại, xoắn ốc lên trên. Một lúc sau gió đổi hướng và những đồ lật vật đó lại rơi xuống. Bà Giang, một người dân ở làng Zhao Linh Zhuang cho biết, tôi nghĩ đó phải là một cơn lốc xoáy nếu không sức tàn phá không lớn như vậy. Chú Chen ở cùng làng nói rằng, cơn lốc xoáy di chuyển từ phía nam đến phía bắc của làng Dan Xing Guang, nhưng nó không di chuyển theo một đường thẳng. Liên quan đến báo cáo của nhiều người dân ở Thông Du ngày hôm qua rằng họ đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy. Gu Jilan, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng thành phố nói rằng thực sự có một cơn gió mạnh đã xuất hiện ở Thông Du trong thời gian ngắn, nhưng liệu đó có phải là một cơn lốc xoáy hay không? Do khu vực không có trạm quan trắc tự động, chưa có đủ thông tin, chứng cứ để phán đoán nên chưa thể chắc chắn đó là lốc xoáy. Đêm qua, trận mưa xối xả đã biến cây cầu Quảng Quần Môn gãy sập trong nước lũ. 5 phương tiện đã bị nhấn chìm trong nước, một người đàn ông bị mắc kẹt trong một chiếc xe ô tô. Mặc dù đã được giải cứu, nhưng trên đường đưa anh ta đến bệnh viện thì anh ấy đã tử vong. Vào khoảng 22 giờ 20 phút, hơn chục lính cứu hỏa mặc áo phao bước xuống nước bằng dây thừng và phao cứu sinh rồi đi về phía hạ lưu cầu Quảng Quần Môn. Đồng thời có hàng chục lính cứu hỏa túc trực trên bờ, giữ dây thừng để đảm bảo an toàn cho người dưới nước. 2-3 phút sau, lực lượng cứu hỏa tìm được vị trí chiếc xe bị ngập nước sau khi buộc dây vào xe. Họ bắt đầu kéo chiếc xe, nhưng do lực lượng cứu hộ không đủ nên nhiều người dân có ý thức đã cùng nhau kéo dây để cố gắng kéo chiếc xe đến nơi nước cạn. Khi chiếc xe bị kéo đến vùng nước ngập đến thắt lưng, mọi người mới lật xe lại. Do không mở được cửa nên lực lượng cứu hộ đã dùng thanh sắt đập vào cửa kính. Sau khi phá được cửa kính, lực lượng cứu hộ đã dướn người kéo một người đàn ông ra ngoài rồi khiêng vào xe cứu thương.
Theo lực lượng cứu hộ cho biết, người đàn ông đến từ Giang Tô khoảng 34 tuổi khi được giải cứu không có dấu hiệu của sự sống. Nguyên nhân chủ yếu là do đuối nước. Sau khi được hồi sức tim phổi, anh ta đã được đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Sau đó, phóng viên xác minh từ bệnh viện Bắc Kinh rằng người đàn ông đã được xác nhận đã chết. Theo một người có trách nhiệm tại hiện trường, có tổng cộng 5 phương tiện bị ngập nước, trong đó có 3 phương tiện được kéo ra ngoài. Ngoại trừ một người mắc kẹt trong xe địa hình, các phương tiện bị ngập khác không có ai. Theo một nhân viên họ Kui, người tự nhận là nhân viên cứu hộ ở Dongcheng Garden cho biết, khi tôi đi bộ không xa khỏi cây cầu, nước đã ngập đến cằm, vì vậy tôi phải rút lui. Nhân viên này cũng cho biết thêm về phán đoán của mình rằng cây cầu bị ngập nước với độ sâu ít nhất là 3 mét và không thể nhìn thấy mui của chiếc xe địa hình bị ngập nước. Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất, bão số 5 dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong ngày mai sau khi tâm bão đi qua bờ biển phía đông của đảo Đài Loan hôm nay, sau khi gây ảnh hưởng trên khắp các khu vực của Philippines vào tuần trước và Đài Loan, Trung Quốc vào cuối tuần này. Bão số 5 đã có một khu vực mới trong tầm ngắn trong tuần này. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho biết một phần của Trung Quốc đại lục đang cấp tập chuẩn bị để đối mặt với cơn thịnh nộ của bão số 5 trong tuần này. Bão số 5 hình thành đầu tuần trước và chỉ trong 48 giờ đã mạnh lên thành cấp siêu bão. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ JTWC, mặc dù bão số 5 đã suy yếu và không còn được gọi là siêu bão sau khi tương tác với Đài Loan, các nhà dự báo nói rằng cơn bão này vẫn sẽ gây hậu quả nặng nề. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, tâm bão số 5 đã nằm trên biển Hoa Đông, phía đông bắc Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão số 5 đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 20 km/h. Sức gió duy trì trung bình trong 10 phút của bão số 5 là 143 km/h, có nghĩa là nó tương đương với cơn bão cấp 1 trên thang gió bão Saffir-Simpson. Nhà khí tượng học cấp cao Jason Nicole của AccuWeather cho biết, bão số 5 sẽ giảm cường độ gió khi nó tiếp tục di chuyển về phía Bắc và sẽ đến vùng lân cận của Thượng Hải vào cuối ngày hôm nay theo giờ địa phương và sẽ dừng lại ở gần hoặc ngay phía đông Thượng Hải vào 2 ngày tới. Các nhà dự báo của AccuWeather nói rằng tác động đáng kể nhất đến Trung Quốc đại lục từ bão số 5 sẽ là lượng mưa lớn. Mưa lớn và lũ lụt sẽ là mối lo ngại trên khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Nicole cảnh báo, lượng mưa trên diện rộng từ 80 đến 150mm được dự báo sẽ ở khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Lượng mưa cao hơn 250 đến 350mm có khả năng xảy ra dọc theo các khu vực ven biển phía đông gần nơi bão số 5 khuấy động. Thành phố Thượng Hải, nơi sinh sống của hơn 26 triệu người, được dự báo sẽ có lượng mưa trên diện rộng từ 150 đến 250mm do bão số 5 từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Tuy nhiên, các chuyên gia của AccuWeather cảnh báo rằng nếu một dải mưa xối xả tràn vào khu vực, tổng lượng mưa cục bộ có thể đạt tới mức 350mm. Lượng mưa ở cường độ này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thành phố lớn nhất Trung Quốc, nơi cũng là một trong những trung tâm vận chuyển nhựa nhiều nhất thế giới. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong hoạt động thường ngày do hậu quả của cơn bão có thể gây tổn hại không chỉ cho nền kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong một thời gian. Ngay cả trước khi cơn bão tiếp cận các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, bão số 5 đã khiến việc đi lại và giải trí bị gián đoạn. Tất cả các chuyến bay sau sáng nay theo giờ địa phương đã bị hủy tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải và sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu. Các khu vực của Trung Quốc đã nâng cảnh báo khẩn cấp về bão lên cấp độ 2 màu cam, cấp độ nghiêm trọng thứ 2 sau cấp độ nghiêm trọng thứ nhất là màu đỏ, trong khi các cảng ở Chiết Giang sẽ tạm ngừng bốc rỡ container rỗng. Sau khi các dải bên ngoài của bão số 5 đến phía đông Trung Quốc vào sáng nay, các tác động đến khu vực này có thể bao gồm gió giật mạnh từ 130 đến 160 km/h trực tiếp dọc theo bờ biển. Bão số 5 không phải là cơn bão đầu tiên trong mùa được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực này của Trung Quốc. Bão số 4 đã ảnh hưởng đến Thượng Hải vào cuối tháng trước năm nay và di chuyển chậm tương tự như những gì được dự báo với bão số 5. Bão số 4 đã mang lại lượng mưa kỷ lục cho các khu vực của Trung Quốc vào đầu mùa hè này. Tuy nhiên, sự so sánh giữa hai cơn bão chỉ dừng lại ở bản chất di chuyển chậm của chúng. Đường đi của bão số 5 khác với đường đi của bão số 4. Bão số 4 đã đổ bộ gần thành phố Chusan và đổ bộ vào đất liền trong vài ngày. Trong khi đó, bão số 5 có khả năng sẽ giảm tốc độ và dừng lại ngay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc cho đến giữa tuần, trước khi tăng tốc trở lại và bắt đầu đi theo hướng đông. Với đường đi về phía đông này, hệ thống bão tồn tại lâu này sẽ nhắm đến các khu vực khác của châu Á vào cuối tuần, có thể gây mưa lớn và nguy cơ lũ lụt ở Hàn Quốc đến Nhật Bản từ ngày Chủ nhật đến thứ ba tuần tới.
Thưa quý vị khán giả, lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc khiến 31 người chết và mất tích, hơn 245.000 người dân phải đi sơ tán. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, lũ lụt và mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 3,6 triệu cư dân nước này, chủ yếu ở tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây. 254.000 người đã phải sơ tán và 1.450 ngôi nhà đã bị phá hủy, thiệt hại vật chất ước tính lên tới hơn 650 triệu đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Ye Yang-chun hôm vừa qua cho biết, mặc dù mưa lớn gây thiệt hại tập trung ở tỉnh Hồ Nam và khu vực Quảng Tây, song giới chức đang theo dõi tình hình thời tiết tại thành phố Vũ Hán, nơi tâm chấn của đại dịch COVID-19 3 năm trước đó. Ngành du lịch tỉnh Quảng Tây vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nay đã phải chịu thêm tổn thất từ mưa lớn, lũ lụt. Các thị trấn du lịch vốn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nay đã trở thành biển nước lũ, buộc khách du lịch phải sơ tán bằng bè tre. Hơn 1.200 khách sạn, 35 điểm du lịch và 5.200 cửa hàng đã bị thiệt hại vì lũ lụt. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã có 10 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối thứ Tư, ước tính gần 1,37 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 213.500 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 15 người chết trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính hơn 360.000 người tại 22 huyện thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 13.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã khiến 12 người mất tích và thiệt mạng. Kể từ đầu tháng, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, mực nước của 120 con sông đã dâng lên mức cảnh báo lũ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn tiếp diễn tại một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!